Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2023. Cửa hàng chúng ta lại xin lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi anh em nha. Đấy, và trong lô ngày hôm nay thì sẽ có 8 con máy cưa xích là đánh dấu ký tự là lô chữ A, từ A1 này cho tới A8 anh em nha. Đấy, và hình thức đặt hàng thì rất là đơn giản, anh em ưng con nào thì chỉ cần liên hệ cho em qua đường dây số điện thoại 0354392929. Đấy, đánh đọc cho em là anh muốn chốt con A1 chẳng hạn, hoặc là con A2 chẳng hạn này. Đây em có ghi này, A1 này, A2 này, anh em ưng con nào thì chỉ cần đọc cho em cái mã như thế thôi. Và để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên, sẽ đóng hàng gửi đi đến tận nhà cho anh em. Anh em không cần phải cọc gì trước nha, hàng tới anh em nhận hàng đúng máy. Ở trên video thì anh em nhận hàng thanh toán. Đấy đúng không? Và nếu mà anh em nào mà chưa biết cách sử dụng một cây máy ấy, cũng như là chưa biết cách vận hành giật nổ cây máy, thì anh em vui lòng hàng tới, anh em nhận được hàng nha, anh em gọi trực tiếp video ở trên Zalo cho cửa hàng chúng em, thì em sẽ đóng hàng gửi và sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết cách giật nổ cũng như là sử dụng một cây máy. Đấy cho anh em. Còn nếu mà anh em nào mà không có sử dụng Zalo cũng như là sử dụng Facebook hay gì đấy, thì anh em nhờ cái người giao hàng nha, là kết nối Zalo cho cửa hàng chúng em và gọi video, thì em sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng và cách giật nổ cây máy có thể đảm bảo nhất. Đấy, trên từng con máy mà anh em đặt luôn. Anh em thấy ok chưa? Đấy, và số điện thoại Zalo ấy là em sử dụng số là anh em gọi luôn nhá. Số điện thoại là 0354392929, số đó thì em có sử dụng Zalo luôn. Rồi, đầu tiên là con A1, giá 1.800.000. Đấy. Giá 1.800.000 nha. Đây, cái tờ giấy mà dán lên phần tay cầm này này là em đã ghi rõ giá rồi nhá. 1.800.000 thì bao ship với tận nhà cho anh em, giá này thì em hoàn toàn em bao ship rồi nha. Bao ship và tặng kèm đầy đủ phụ kiện là một tip mở buji, một chiếc rốp và một tô vít chỉnh. A1 con này thì công suất của nó là 31cc, thương hiệu Komatsu, thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản rồi. Đấy, không còn thương hiệu nào có thể qua thương hiệu này nha. Hàng này nó thiên về bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Lam là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30, sử dụng là size xích mini. Đấy. Dòng này cực kỳ nhẹ nha, thiên cho anh em nào về mà cần một chiếc máy cưa xích mini nhỏ gọn. Đấy, và nhẹ nhàng thì con này là đáp ứng đủ cho anh em nha. Và dòng này thì anh em leo trèo trên cao sử dụng cắt cực kỳ thích luôn. Cân nặng thì tầm khoảng đầu máy không khoảng tầm 3 kg, hơn 3 kg rồi. Quá nhẹ nhàng nha. Cả lam xích vào nữa thì nó khoảng tầm gần 4 kg. Giật nổ rất ngon lành. A1 giá 1.800.000 anh em nha. Máy móc chạy nổ ngon lành, về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15-20cm đổ lại. Rồi qua con A2 là một con máy cưa tay cù tiếp. Con này thì công suất lớn hơn con A1 nha, nhưng mà cân nặng của nó thì nó cũng nặng hơn con A1. Đấy, con này thì giá 1.850.000, thương hiệu Makita, hàng của Nhật bãi anh em nha. Con này thì công suất của nó lên đến 33cc, nòng của nó là 38mm. Đấy, còn cái con A1 là công suất của nó là 31cc thôi. Đấy, anh em nào mà cần một chiếc máy cưa xích tay cụt mini nhỏ gọn nhưng mà công suất khỏe thì anh em lựa cho em con A2 này, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, đặc biệt con này có thắng xích này. Còn thắng xích luôn nha. Lam của nó là cũng là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Nhưng mà con này thì nó là hàng công suất to. Công suất to nha. Đây, nhà mình nhớ thương hiệu Makita, hàng tem mác còn chuẩn chỉ đầy đủ cho anh em luôn này. 1.850.000 thôi. Bao ship đến tận nhà cho anh em luôn nha, và tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em. Con này thì sử dụng xích chung 91, xích trùng chung với sản phẩm của máy cưa điện, và đầu lam chưa hề có biểu hiện tòe đầu hay là móp méo gì cả. Lam mặt cắt là 30 anh em nha, tổng thể độ dài là 35, về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 15-20cm đổ lại. Chưa? 1.850.000 A2. Vâng, và hôm nay qua con siêu phẩm này A3 này anh em. Siêu VIP luôn anh em nha. Hàng Taranka, hàng đẹp 99%. 2 triệu đồng cho con này, công suất 33cc, nòng 38 ly, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. Đấy, anh em nhìn trong phần tem mác còn chuẩn chỉ luôn anh em, có núm bơm xăng phụ đầy đủ
Và dòng này nó là dòng hệ cưa tay dài. Con này thì nó chuyên về sử dụng cắt ở dưới đất nhanh nhá, cắt dưới mặt đất. Đấy, lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm. Xích sử dụng giả xài xích mini, xích còn cực kỳ đẹp luôn nha. Xích còn đẹp lên đến 99% luôn. Anh em nhìn không, con này hàng VIP chất lượng luôn, 2 triệu đồng cho con này. Hàng này chỉ thiếu cái thùng thôi. Đây, cho anh em nhìn phần này, bô này, nhìn phần bô anh em xuất sắc không. Đấy, ốc 7 màu luôn nha, ốc ác 7 màu hết nha, quá đẹp cho con này luôn. Anh em thấy VIP không, 2 triệu đồng cho con A3. Rồi, giờ test nổ cho con này. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Dây giật này, trắng tinh luôn. Kéo le ra một tí, bơm xăng lên. Rồi, đẩy le vào. A3 2 triệu đồng anh em nhà, thương hiệu Tananka. Rồi, qua con A4. A4 là một máy cưa xích Echo Kyorit. Con này cũng là hàng siêu VIP cấp Pro luôn anh em nha. 3.300, công suất con này nó là 33.4cc và đường kính xe bít tông 38mm, giá 2.100.000. Con này đặc biệt em đã lên cho anh em một sợi xích mới vào rồi, một sợi xích mới và đã thay lam mới vào rồi nha. Lam là lam Latin này. Lam này lam thép, lam Latin, lam này rất xịn nha anh em nhá. Lam này á, hiện tại trên thị trường đang bán tầm khoảng 400-500 ngàn một cây này. Đấy, và thêm sợi xích mới vào cho anh em nữa rồi. Nói chung là cái này là bộ lam xích mới luôn nha. Đấy, và máy móc hàng đẹp luôn nha. Tem mác còn chuồn chỉ này, thương hiệu Echo Grid 3.300. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ, công suất 33.4cc là gần 34cc rồi. 2.100.000 đấy. Bộ lam xích này của nó rơi vào tầm khoảng 600-700 ngàn rồi anh em. Lam là mặt cắt 35cm, còn tổng thể độ dài là 40cm anh em nha. Háo chân lam vặn trực tiếp vào khóa 10 này. Hàng đẹp luôn anh em nha. Nhìn phần đấy, anh em nhìn không, tem mác hầu như là còn chuồn chỉ nguyên. Đó, 2.100.000 thôi. Quá bao ship đến tận nhà nha. Giờ test nổ cho con này cho anh em. Về cho cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. CS33 3.300 anh em nhé. Thương hiệu Kyorit, con này thì hệ cưa tay dài cho anh em về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. Rồi, và qua con A5 là một con máy cưa cũng là thương hiệu Echo Kyorit tiếp. Con này thì nó là dòng Echo Kyorit 3.201, có đặc biệt có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em nha. Giá 2.700.000. Cho anh em nhìn phần cây lam này, lam còn chữ luôn anh em nha. Đó, nói chung là cả chúng em thì chuyên cung cấp những sản phẩm máy cưa mà hàng sưu tầm nữa anh em, toàn những hàng đẹp ra chứ không phải là hàng tạp nham nha. Đấy, con này thì nó có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, để vừa nãy em nổ cái máy kia nó bắn bụi và nó hơi bụi cái máy, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Háo chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 này, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết nha, lam cực kỳ đẹp luôn nha. Xích này thì nó đã hơi cùn, anh em lấy thì em sẽ tặng cho anh em thêm một sợi xích mới nữa. Đấy, là con riêng con A5 sẽ được theo kèm 2 sợi xích và tặng kèm đầy đủ phụ kiện, 2.700.000. Đó, em thấy khuyến mãi cực kỳ đặc biệt nha. Rồi, giá test nổ. Hình như bị hết xăng mất rồi anh em ơi. Đang nổ thì bị hết xăng. Hết sạch xăng luôn anh em. Hết sạch xăng luôn. Thôi, máy móc thì em ta con này đang nổ con lành hết rồi anh em nha. Anh em lấy con này thì sẽ được tặng cho anh em thêm một sợi xích mới nữa, giá 2.700.000. Con này thì công suất của con này nó là 34cc nha, 34cc nòng 38 ly.
về cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại, hàng chuyên nghiệp anh em nhé. Dòng này thì cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp đây này. Đó, hệ là hệ nóng đứng luôn anh em nha. Hệ nóng đứng luôn. Máy đang chạy ngon này. Rồi qua con A6 là một con máy cưa xích Estin 10S180. Con này là hàng của Đức, sản xuất năm 2003, giá 2.850.000. Con này nòng của nó là 38 ly nha, nguyên zin nguyên bản hết 100% cho anh em luôn. Lam của nó là 35cm phần mặt cắt, còn tổng thể độ dài là 40cm anh em nhé. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em này. Nòng 38mm về cho anh em cắt đường kính chuyên nghiệp nha, về xài chuyên nghiệp có xả áp ở đây cho anh em. Ốp lam là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh. Đấy, 2.850.000, thương hiệu Estin của Đức, về cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại, 2.850.000 cho con này, bao ship tận nhà cho anh em. Rồi qua con A7 là một con máy cưa Estin 020 hàng của Đức tiết anh em. Made in Germany này, máy móc đẹp nha. Cho anh em nhìn phần bình xăng này còn trắng tinh luôn, phần ốp lam cũng còn trắng tinh luôn này. Ai chụp giật chứ quên. Đó, 3.100.000, con này thì hàng công suất khỏe về khai thác tầm trung nha. Đây, chế là bộ chế hòa khí nguyên zin nguyên bản hết, lọc gió là lọc gió lưới này, còn chưa hề có biểu hiện rách gì cả. Đây, tất cả máy móc đều dập Estin. Hàng này thì công suất của nó là 36cc và nòng là 40mm nha. Lốc hợp kim nhôm luôn. Dòng này thì dòng khai thác tầm trung, về khai thác tầm trung và sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Một ngày làm 8 tiếng, 9 tiếng liên tục đấy ạ. Hoặc là về dành khai thác keo, khai thác tràm. Lam của nó phần mặt cắt là 40cm, còn tổng thể độ dài cái lam là 45cm nha. Estin MS Germany, xích sử dụng là size xích trung 91. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ nguyên này. Đó anh em nhìn không? Đây, phần bên này. Đó, 3.100.000, hàng thanh lý cho anh em. Đó, cực kỳ rẻ cuối năm. Quá rẻ luôn anh em nha. 3.100.000 bao ship với tận nhà cho anh em nha. Hàng bán thanh lý rồi anh em luôn đấy ạ. Rồi qua con A8 là một con cuối cùng trong lô ngày hôm nay nha. Humana 440. Con này công suất của nó là 41cc. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Về sử dụng khai thác tầm trung, sử dụng gia đình chuyên nghiệp, 3.600.000. Bao ship tận nhà nha. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ. Hàng này là hàng đề cao nha. Hàng sản xuất năm 2014 này nha. Anh em nhìn thấy không? 2014 này. Lam của nó là phần mặt cắt là 37cm. Còn tổng thể độ dài cây lam là dài hơn 40cm, sử dụng là xài xích 325. Đó, xích này cũng đã hơi cùn rồi. Anh em lấy thì em sẽ tặng cho anh em thêm một sợi xích mới nữa. Đó, là hai sợi xích nha. Riêng lấy con A8 này sẽ được tặng cho anh em thêm sợi xích nữa là hai sợi xích. Đó. Đây, ốp lam là ốp lam hợp kim nhôm nha, chứ không phải ốp lam nhựa nha. Dòng này nó là dòng hàng của Thụy Điển, nguyên zin sản xuất tại Thụy Điển luôn. Hàng này là hàng của Thụy Điển, sản xuất tại Thụy Điển và nhập về Nhật Bản để tiêu thụ và theo sau đó là về Việt Nam theo lối hàng bãi. Đó, 3.600.000. Con này báo 41cc đây. Báo 40.9cc, cân nặng đầu máy không là 4.4kg. Đó. Đây thông số của nó nha. Hàng đẹp luôn anh em, hàng đầy cao nha, thương hiệu Humana 440. Ngon lành luôn nha. Thôi anh em ưng 8 con máy cơ xích thì có thể liên hệ cho cả chúng em để đặt hàng. Xin chào toàn thể anh em.